Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 96. Chúng ta triển khai tiếp về phẩm thứ 10 là phẩm pháp sư. Hôm nay là kỳ thứ 26. Xin triển khai về cái phần thâm nghĩa này của phẩm pháp sư thứ 10. Đại chúng để ý là cái phần này đó, lần trước là tôi giảng là chỉ giảng cái thâm nghĩa này thôi đó. Cái này đọc rồi ghi nhớ cái phần này, tức là mình nhớ cái tinh hoa, cái cốt lõi của kinh văn. Còn nếu mình không nhớ cái cốt lõi cái tinh hoa này đó, thì có Phật tử tụng kinh cả 10 năm, 20 năm về kinh Pháp Hoa mà mình không nắm được cái cốt lõi cái tinh hoa thì mình thiệt thòi lỗ lã trên đường tu hành. Cho nên cái phần này quan trọng đây nè. Pháp sư là gì? Là người thế nào? Pháp sư là người học hiểu chánh pháp, sống với chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Chữ chánh tức là chữ. Là tại sao mà Pháp Phật nói ra gọi là chánh? Là vì Đức Phật triển khai cho mọi người, cho chúng sinh biết rằng là vạn pháp, trong đó có con người và mọi sự vật hiện tượng trên đời này, nói chung là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh, đều là nó cái bản chất của nó là chánh hết. Nói cách khác là thanh tịnh. Còn mình mà mình sống nó trái với cái đức tánh thanh tịnh của vạn pháp, trong đó có cái đức tánh thanh tịnh của con người, của chính mình, cho nên nó thành ra cái vạn pháp đó, nó trở thành ra cái nguyên nhân của lo rầu thương nhớ khổ đau đủ cách không có an ổn. Là vì mình làm cho cái tính chất thanh tịnh, cái chất tính chất chân chánh của sự vật hiện tượng của vạn pháp không bị vùi lấp mất hết. Tôi nói như thí dụ như cành hoa này, nó màu nhiệm lắm, nó đẹp đẽ lắm đó chứ. Vậy mà nếu mà chúng ta không có học chánh pháp, ta nhìn cành hoa, ta nhìn cái đẹp của cành hoa này là làm cho cái cành hoa đó nó mất đi cái tính thanh tịnh trong sáng của nó, là bằng cái cách là ta bẻ cái hoa này, ta đem về ta làm sở hữu của ta. Thế thì là ông A mà muốn bẻ cành hoa này đem về làm sở hữu của ta, thì chị B, chị C cũng muốn giành cành hoa này về làm sở hữu của ta. Thế thì là cái nguyên nhân cạnh tranh đấu cấu xé nhau, giành giật nhau, sinh ra đau khổ là từ nơi cái chỗ đó, nó làm cho cái hoa này nó mất đi cái tính chánh. Nó là một pháp mà mất đi cái tính chân chánh của nó mất đi cái tính thanh tịnh của nó. Còn Phật nói pháp là Ngài chỉ dạy cho cái cách mà mọi người nhận thức cái tính thanh tịnh của nó,
cái tính trong sáng của nó, để mà sống, mà sống bằng cái tín niệm và nhìn giảng pháp bằng cái tính pháp, tức là cái tính thanh tịnh vốn có của nó, thế thì là mình có an lạc. Cho nên gọi là chánh pháp, chỉ chánh là vậy đó. Sách Nho người ta gọi là hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tất cả những các cái loài hoa đẹp nó chẳng có mê hoặc ai, nó chẳng quyến rũ ai, thế thì nó là chánh đó chứ, nó là thanh tịnh lắm đó chứ. Vậy mà khi người ta đam mê nó rồi, người ta muốn biến nó thành cái của người ta, cái ngã sở hữu của người ta, thì cái nguyên nhân mà đấu tranh cấu xé giành giật đau khổ là do cái chỗ đó nó làm mất cái tánh chánh của giả pháp. Cho nên mình học kinh rồi mình phải tập sống đúng chánh pháp, truyền bá chánh pháp. Thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết đều được công đức vô lượng, đều được gọi là pháp sư. Tính ra thọ trì là y theo kinh mà học mà tu, kinh dạy mình nghe nhận xét mình tu, gọi là người đó là người thọ trì, đó là pháp sư, mà pháp sư thọ trì. Rồi có những vị vì ham cái giáo lý này mà đọc hằng ngày, đọc một lượt hai lượt, mà mình gọi là một thời kinh, hai thời kinh vân vân, đọc từng lượt từng thời gọi là đọc. Có người tụng cho thuộc lòng vì ái mộ cái giáo lý của kinh mà muốn cố ý tụng cho thuộc lòng gọi là tụng. Được biên chép bây giờ mình hỗ trợ trong cái việc in ấn, lưu bố, cúng dường, gọi là biên chép. Rồi giảng thuyết là như các thầy giảng triển khai ra cho người ta nghe nó rõ ràng hơn, dễ nghe hơn, thì năm mạng người đó đều được gọi là pháp sư pháp hoa hết. Pháp hoa pháp sư cần có những cái điều kiện căn bản thể hiện trong đời sống hàng ngày thì cái việc lợi mình và lợi người mới được viên mãn. Kinh nói pháp sư pháp hoa nè, lấy đại từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm áo, lấy pháp và pháp giai không làm tòa ngồi, ở nơi đó mà thuyết pháp. Nếu lúc nói kinh này có người ác mắng nhiếc, đá ngói dao gậy hại, nhớ Phật nên nhẫn nhục. Cái đoạn ngắn như thế mà thọ trì mà đọc tụng cái đoạn này thôi là mình thấy mình có sự an lạc mà người thường không có được. Dĩ từ bi di thất, lấy cái tình thương và cái trí tuệ, lấy cái đó làm cái nhà để mình ở nơi đó, mình trụ tâm mình ở nơi cái lòng từ bi. Như tôi đã thường nói, cái lòng từ bi nó khác với cái ái kiến, cũng là lòng thương, nhưng mà lòng thương ái kiến nó đau khổ triền miên. Thí dụ như lòng từ bi là đó, thí dụ như tôi vừa nói đó, tôi cũng như tôi nói với các Phật tử, tôi động viên các vị, nếu chúng ta có điều kiện nha, thì chúng ta tạo cái vui, cái lòng thương mà không dành cho con cháu riêng mình. Tất nhiên là con cháu là mình cũng thương rồi, mà nếu mình có điều kiện là mình giúp đỡ, mình ban bố, mình tạo điều kiện cho con cháu của người khác, nó không có được cái điều kiện vui vẻ vì hoàn cảnh, vì nó nghèo khó, vì ở cái chỗ biên địa, thí dụ vậy, mà mình tạo cho nó có một cái sự vui vẻ mà nó khá khá như là những cái đứa con cháu của những nhà mà có điều kiện vui vẻ vậy, thế thì mình nghĩ tới cái việc đó là cũng là một cái thứ lòng thương, mọi lòng thương đó nó thuộc về từ bi.
Còn cái thương mà cho con cháu mình có thiệt giàu, thiệt ngon, thiệt sang, thiệt đầy đủ, cái đó cũng lòng thương. Nhưng mà cái đó nó thuộc về ái kiến chứ nó không phải từ bi. Cho nên để ý cái đó mà cảnh giác cái lòng thương. Phần nhiều là bị ái kiến cho nên đau khổ ghê gớm lắm. Do vậy cho nên là tôi có thể nhắc với Phật tử rằng là khi mà lớn tuổi lên rồi, con cháu cái lúc hồi nhỏ mình bồi dưỡng giúp đỡ cho nó học hành nên người rồi, nó lớn rồi là đừng có lo cho nó nữa. Để cho nó tự phấn đấu ra ngoài đời, cũng giống như tập lội cho con nít á. Phải hồn đầu mình phải nắm tay nó, mình cho nó đập đùng đùng đùng, cho nó ôm cây chuối, mình phải dính cây chuối, mình bè cho nó tập với Dũng với Hồ. Đây là tôi nói theo kiểu thôn quê, ở cái phao. Sau đó rồi là phải tập cho nó giật cái phao đi, phải giật cây chuối đi, phải buông tay nó. Rồi buông tay rồi thì chưa tin rằng nó có khả năng thì mình chụp lại. Nhưng mà phải tập buông, lần lần là phải buông hẳn thì nó mới lội được. Thế thì thương con, thương cháu cũng vậy. Thì bồi dưỡng cung cấp cho nó học hành, cho nó dạy nghề nghiệp, cho nó làm ăn lớn lên rồi thì thôi, coi như là tới đó các con phải tự lội, tự tập lội, các con mới có thể qua sông, các con mới có thể khỏi được cái nạn nguy hiểm trong khi mà thuyền đắm xuồng chìm. Phải tự phấn đấu. Còn phần mình thì là mình phải lo phần mình. Chứ đa số người thế gian lại bị ái kiến, đau khổ vô cùng. Hồi còn nhỏ thương con đã, rồi lớn lên thương cháu nội cháu ngoại. Cháu nội cháu ngoại thương hết mức rồi, cái thương tới cháu cố, thương tới chắc. Mà không bao giờ nghĩ rằng mình phải chết, mà nghĩ rằng mình phải sống mãi. Muốn sống mãi để mà lo cho cái tụi con rồi cháu rồi chắc. Biết bao nhiêu người đòi hỏi cái đó, mong ước cái đó, thì làm sao mà an vui được. Nếu mà mình thương cái kiểu như vậy, có nghĩa là mình không, hoàn toàn không có nhận được, nhận thức được cái chân lý gì hết. Làm sao không khổ được? Nó thuộc về ái kiến. Cho nên phải tập thương bằng từ bi thì các vị có an lạc. Tôi nói ví dụ như vấn đề tôi vừa nói đó mà. Thật sự không có một người nào quen thân gì tôi hết. Nhưng mà nếu có điều kiện làm được, có nhiều người đồng tình, mình tạo điều kiện giúp đỡ thì điều đó rất là tốt. Càng nhiều càng tốt. Từ đó làm để mà mình phải chịu những cái khổ, cái đau đớn, cái lo sầu nào đó thì cái đó không nên. Không có lo sầu, không có đau khổ gì, ưu tư gì vấn đề đó. Nhưng mà nếu không có đau khổ, không có ưu tư mà tạo điều kiện được, có càng nhiều càng tốt, không có sao hết. Đó là thuộc về từ bi. Làm đạo mà làm đạo bằng cái tinh thần từ bi. Không có đòi hỏi cái gì hết. Ai quan ninh cũng không cần, ai tán thán khen ngợi không cần, không có cái đó. Tạo điều kiện cho vui vậy. Tức là chỉ từ bi thất là thương. Cái thương của đạo Phật đó là giống như ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian, không có rọi cho ai. Còn cái ái kiến nó giống như cái đèn pin đó. Đèn pin tối rồi mình cầm mình rọi mà, rọi nó rọi trong cái gì đó, rọi trong cái đồng hồ, trong cái chỗ gì đó nó có lõm. Ái kiến là nó thương trong thân bản quyến thuộc. Mà có người không khéo thương chàng đất ơi, thương cháu kêu bằng cô, kêu bằng gì, kêu bằng cậu mà thương. Thương nghĩa là coi như là quên thân mình nha. Cái đó mới lạ nữa chứ. Tôi mới phục cái đó kỳ lạ. Tôi phục cái vô minh sao mà nó dày đặc tới cái cỡ vậy. Nó kêu bằng cậu, bằng gì nha, mà tự gánh hết trọi mà bản thân mình đau khổ vô cùng vô tận. Bằng cậu, bằng gì, bằng chú, bằng vân vân. Nếu mà thương kiểu đó thì không có cách nào tu hành gì được hết. Làm sao mà thương cho xuể. Cho nên là nói như vậy không có nghĩa là mình ai chết mặt bay, không phải. Nhưng mà nếu có điều kiện thì mình giúp được ở nào đó,
Còn không có, không có cái vụ lo gì những người đó mà đau khổ. Bởi vì học đạo Phật á, là của cải vàng bạc châu báu nó chỉ giúp ngặt, cứu ngặt chứ không cứu được nghèo. Mà cứu nghèo cũng không phải là cứu khổ. Đi theo con đường của đạo Phật là cứu khổ cho nó, chỉ rõ cái nguyên nhân nào để sinh ra đau khổ, hướng dẫn cái nguyên nhân nào làm cho người ta có an lạc, dạy cái đó, giúp đỡ cái đó là cái tinh thần của người đạo Phật. Còn cái sự nghiệp của cải thì chẳng qua là ngặt, giúp ngặt chứ không giúp được nghèo. Mà có giúp nghèo chăng đi nữa cũng giai đoạn nào đó chứ chưa chắc đã làm cho người ta hết nghèo. Mà giá như có khá giả cũng không phải là hết khổ được. Cho nên Phật tử học phải để ý cái đó, cương quyết như vậy, nhận thức như vậy các vị mới có an lạc. Chứ còn không nó hai cái vai này luôn luôn là nặng trĩu, nó đè lúng mình xuống thôi. Nếu mình không sử dụng từ bi mà mình sử dụng ái kiến là nó đè lúng vĩnh cửu, không có ngày ra. Tại cái người Pháp Sư Pháp Hoa là lấy từ bi làm nhà. Mà từ bi thì luôn luôn là nó thường đi kèm với trí tuệ. Do vậy mà một bên Văn Thù thì bên Phổ Hiền, bên Quan Âm thì bên Thế Chí. Thế Chí là biểu trưng cho trí tuệ, mà Quan Âm là biểu trưng cho từ bi. Từ bi phải vận dụng trí tuệ, gộp lại hai cái đức đó nó thành tựu ra một ông Phật A Di Đà ngồi giữa, tôi gọi là Tam Thánh, thờ Tam Thánh là Phật Di Đà ngồi giữa, bên Quan Âm, bên là Thế Chí. Quan Âm là bi, Thế Chí là trí, bi trí thành tựu viên mãn thì nó thành ra cái ông Phật A Di Đà ở giữa đó. Nhu hòa nhẫn nhục y, cái nhu hòa nhẫn nhục này, cái từ nghe đơn giản mà nó khó vô cùng. Bởi vì hằng ngày cái mà nó tác động vào ta, ta phải thụ nhận những cái độc tố, nó làm cho ta đau khổ bực bội, nó tàn phá tâm hồn ta đó, là nó qua hai cái cửa là thường xuyên là cái cửa, qua cái cửa con mắt, thấy bực bội, thấy ghét, nó sinh ra đau khổ vô cùng. Là nó thấy bằng cái thấy, bằng qua cửa mắt. Cái thứ hai là nghe, nghe một cái câu mà nó bất bình bất mãn, cái nó cũng sinh ra đau khổ vô cùng. Mà nếu mà mình không có cái đức nhẫn nhục mà để kềm chế lại đó, thì là những cái gọi là xúc thực đó, nó đi vào đường ngã con mắt và nó đi vào cái ngã lỗ tai, coi như mình ăn độc tố, ăn chất độc. Còn nó đi vào miệng là mình ăn những cái, ăn phải những cái chất độc, những cái bánh mà giả, bánh mà thiêu, bánh hôi ê, bánh nước khoáng mà bằng giả vân vân, thì nó hại cơ thể bằng ngã miệng. Là mình ăn đoàn thực là nó đi vào cái độc tố, đi vào cái ngã miệng của mình. Còn mình ăn bằng xúc thực là nó đi vào ngã con mắt lỗ tai. Mà mình không có nhẫn nhục là mình khổ, vì hai cái đó rất là nặng. Cho nên ráng mà nhẫn nhục. Mà vấn đề nhẫn nhục thì Phật dạy tôi thấy nó hay quá đi. Mà mình quên là mình lơi cảnh giác là mình bị nó tác động, nó hoành hành đau khổ. Chứ Phật dạy nghĩa là nhẫn nhục đó, nhẫn nhục như đất. Đất người ta bỏ cái gì hôi tanh thúi tha cỡ mấy mà dù đem mà moi mà đổ mà hoặc là chôn vùi với đó, rồi đất tự nó hóa giải ra các cái chất độc, chất dơ, chất hôi, chất thối tự đó là mất hết. Thì nhẫn nhục như lửa, lửa đốt bất cứ là đốt cái gì, kể cả thây ma thúi, mà vô lửa đốt rồi là lửa không hề bị thúi nha. Rồi tự nó biến, nó hóa giải cái chất hôi, chất thối, chất dơ nó mất hết. Nhẫn nhục như đất, nhẫn nhục như lửa, nhẫn nhục như nước. Nước cũng vậy, bất cứ cái gì người ta lấy nước ta rửa xuống sông xuống biển rồi tự nó lóng xuống à. Từ ra mình rửa nó quá nhiều, nó lóng xuống không kịp, thành ra ô nhiễm. Chứ mà để lâu ngày nó cũng lắng xuống hết,
nó quá giải tiêu hết. Thành ra nhẫn nhục như nước, rồi nhẫn nhục như không khí. Không khí bao nhiêu mùi, bao nhiêu hôi tanh thúi tha gì, rồi từ từ nó quá giải. Thì cái nhẫn nhục của ta mà nếu mà ta có tỉnh thức, ta có chánh niệm, ta nhẫn rồi nó cũng tiêu tan y như vậy đó. Chỉ có cái điều là mình nhẫn không nổi, mình nó bộc phát, nó đối phó tức thì. Thế thì nó sinh ra là đánh, là mắng, là chửi, là bới, là đau khổ triền miên, là tại vì mình không có đủ sức chịu đựng để cho tới cái lúc mà nó tan biến. Chứ còn nếu mà mình đủ sức, mình tỉnh thức, mình giác ngộ, thì những cái bực bội của mắt thấy, của tai nghe, của ý nghĩ ngợi mà để rồi tự nó quá giải, tự nó lắng mất hết. Cho nên cái ý Phật dạy cái đó nó hay vô cùng. Chỉ có cái điều là mình phải tỉnh thức, mình phải có chánh niệm. Chứ thật sự là nó hành hạ ghê gớm về cái đức mà không nhẫn nhục à. Mà nhẫn nhục được là tự lần lần nó sẽ tiêu. Tôi đọc mấy câu đó tôi thấy Phật rõ ràng là một bậc đại giác ngộ quá sức, nghiên cứu rất là nhận thức chân lý vậy là tuyệt vời. Thành ra là nhu hòa nhẫn nhục vậy, lấy nhẫn nhục làm áo, coi như lấy cái áo đó mà mặc. Hằng ngày chúng ta kinh nghiệm bản thân coi, nếu mà chúng ta không khéo nhẫn ha, là nó làm đau khổ không biết bao nhiêu lần trong ngày. Mà để ý mà nhẫn được là nó khỏe nhẹ ra. Mà kỳ lạ cái đó, nghe nó bực cái nó làm như nó nóng, nó cứng lên cái chỗ cái ngực cái nghe không? Nó làm như cái ngực nó có cái gì nó ngăn ở trong á. Cho nên có người nhẫn, có người chịu không nổi là trào máu. Châu Du hồi xưa bị khích vài câu, khích một câu là ói máu ra cả chậu vậy đó. Cho nên Châu Du là cái người mà nhẫn nhục không khéo, cho nên cái bằng tam khí Châu Du bị khích khí ba lần, đau khổ quá đất, ói máu ra ghê vậy đó, là tại không khéo nhẫn đó. Còn cái người mà khéo nhẫn là hay lắm. Cái người khéo nhẫn là Tư Mã Ý trong truyện Tam Quốc. Tư Mã Ý kéo quân đi đánh, mà đánh mà đụng đầu với Khổng Minh á là không chắc ăn được. Khổng Minh mới thấy cái thằng này nó khôn quá, lấy một cái bộ quần áo lót áo yếm của phụ nữ, gói đàng hoàng sai sứ đem tặng cho Tư Mã Ý. Mà thường thường người xưa mà làm kiểu đó là không nhờ nhịn được nữa đâu. Có nghĩa là coi ta đây hả, tặng như vậy có nghĩa là coi ta là cái hạng quần dẫn yếm mang, là ta là đàn bà, là nữ nhi chứ gì. Mà ta không phải là nữ nhi, ta là trưởng phu, là anh hùng, là kéo quân ra đánh. Đánh là trúng kế. Trong khi cái tay mà Tư Mã Ý đó hả, mở ra đồ rồi thấy quần lót áo yếm, ngồi cái cười, cười hỏi sứ giả, rót rượu đồ đại tử tế hỏi: thừa tướng của nhà ngươi hàng ngày làm gì? Nói ra: thừa tướng tôi là trên, là coi ngoài, coi việc ba quân, ở trong là sách sổ, bộ sổ, mọi thứ thừa tướng tôi làm hết. Hỏi thừa tướng mày thường thường tối giờ nào ngủ? Nói: thừa tướng tôi làm việc có khi 2-3 giờ khuya. Nói rồi thừa tướng, chú mày có thấy thừa tướng là mỗi ngày ăn được cơm có nhiều không? Nói: giờ thừa tướng tôi không ăn nhiều, ăn bữa chén chén rưỡi cơm. Cười: được rồi, đã cho nhậu ngon lành rồi cái đưa sứ về, cất cái gói ra đàng hoàng. Trong quân tướng hỏi: sao mà nghĩa là chủ tướng lại là như vậy, mà chủ tướng là còn đãi hậu hỷ cho sứ giả nó ăn, rồi còn đưa nó về tử tế, mà là nghĩa làm sao? Tư Mã Ý nó nói: bây giờ hãy giận cái này mà ló cổ ra quánh là Khổng Minh nó khôn lắm, nó không có lợi đâu, là thua hả?
là chi bằng là y làm việc kiểu đó mà y ăn kiểu đó, rồi bữa y chết rồi chừng đó y chết rồi mình qua. Mình qua mình dọn hết cả thành quách dinh là quân lính đó, là mình sẽ tóm hầu cái mộ một khỏi có nhọc sức, một khỏi có hao quân. Phải nhẫn như vậy đó, chứ không nhẫn là thua liền. Mà cái người mà cỡ như vậy là cái người cao cờ lắm mới nhẫn nổi, mà nhẫn nổi thì thắng. Cuối cùng không minh phải thua, như là phải dọn cuốn cờ mà đi, chứ còn đánh thì đánh không thắng nổi rồi. Mà Tư Mã Ý nó cố thủ thì đánh không lại. Trong khi mình đem tặng cho cái đồ khích như vậy mà tỉnh bơ. Đó là cái người mà nhẫn, cái người trượng phu anh hùng mà thật là thông minh trí tuệ mới nhẫn nổi đấy. Mà nhẫn là thành công, còn không nhẫn là nổi giận kéo ra là thua 100%. Thành cái đức nhẫn hay vô cùng, mà mình Phật tử mình bị thua hoài đó chứ. Thua hoài, các vị pháp sư cũng còn thua chết chứ đừng có nói. Thua tỉnh thức nổi thì thắng, còn không nổi là bị nó hoành hành. Cho nên là pháp sư Pháp Hoa thì phải lấy nhu hòa nhẫn nhục làm áo, và Dĩ Pháp Công Như Tà lấy phải có cái nhận thức vạn pháp giai không, lấy cái đó mà an trú, mà ngồi trên cái đó mà giảng pháp. Mà cái dạng pháp giai không này là nó là một cái chân lý vô cùng cao đẹp và là chân lý thú kính. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, đây là bình hoa hiện giờ gọi là cái có. Bình hoa này là có chứ đâu có ai nói nó là không được. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của những người thiền quán, người ta thấy rằng là cái có này là cái có nhân duyên trùng trùng hòa hợp mà có, từ cái chất liệu không hề có hoa, để rồi duyên khởi ra cái có hoa. Thế thì người ta nhìn ta thấy trong này là có mặt trời, mặt trời trong này nè, có ánh nắng trong này nè, có sương trong này nè, có mây trong này nè, có mưa trong này, có nước biển trong này nè, có đất trong này nè, có phân trong này nè, có mọi cái thứ khí. Thế thì trong tất cả những cái thứ mà kể nãy giờ không hề cái nào có qua trong hết. Vậy mà gom lại tất cả những cái đó, gộp lại thành ra, nó duyên khởi hình thành ra cái qua. Thế thì là nhìn thấy rõ ràng rồi, thì từ cái không có gì hết mà để duyên khởi tác động, hội hợp lại, hội tụ lại thành ra cái có. Thế thì cái có này, trong đạo Phật ta gọi là cái có này là cái có do nhân duyên hòa hợp, cho nên cái có này nó không thật có. Vì không thật có cho nên là rồi đây nó sẽ héo, nó sẽ thành rác, sẽ thành rác rồi nó bỏ ra ngoài đất, nó sẽ mục, nó sẽ thành phân. Thế thì là từ cái có nó trở thành không trở lại. Rồi trong cái lúc mà thành không thì ta không hề thấy qua, nhưng mà trong cái không, trong cái cho, trong cái đất, trong cái bụi đó, nó lại hội tụ lại, nó thành ra cái hoa khác, hoặc là một cây thảo mộc nào khác để nuôi sống con người. Thế thì là từ cái không sanh ra cái có, từ cái có nó diễn biến, nó biến chuyển ra thành không, mà trong cái không nó lại có ra cái khác. Do vậy mà với dưới con mắt của đạo Phật là nhìn sự vật không hề có cái nào mất, và tất nhiên là đạo Phật nhìn rõ rằng không có cái nào mà trường cửu tồn tại. Do vậy cho nên cái thấy của người học đạo là cái thấy đúng chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Có nghĩa là cái sinh này không có gì đáng lạc quan, và khi nó diệt đi không có gì đáng đau khổ. Trong đó có cái con người này cũng vậy, sinh già bệnh chết không có gì đau khổ. Và ngay trong cái lúc mà còn trẻ còn mạnh này là luôn luôn là nghĩ tới cái chết của mình, từng giây từng phút từng ngày. Còn đang sống về cho biết mình đang chết. Cái đó là cái mà chỉ có cái đạo Phật mới phân tích cho người đệ tử Phật để ý cái đó, để mà vui sống đó. Đang sống về nhưng mà thấy rằng mình đang chết.
tế bào của mình là đang diệt sanh, sanh diệt, sanh sanh diệt diệt liên tục đấy chứ. Đứa nít nhờ 3-4 tuổi mặt tròn phinh phính cũng vẫn đang sống vậy chứ cũng có đang chết. Từ cái tế bào đó nó chết thì nó thay đổi tế bào mới, thì đứa nít mới lớn lên, nó mới thành ra là thiếu niên, thanh niên được. Rồi trong cái tuổi thanh niên, thiếu niên vậy đó, mạnh khỏe vậy đó, vẫn ngay trong cái sống cũng đã có cái chết. Nếu không có chết thì làm sao thay đổi tới tóc bạc da mồi, nó trở thành một cái người đứng tuổi trung niên, làm sao trở thành một ông già. Cho nên là nhận thức như vậy được, ta gọi là nhận thức chân lý. Mà bình tĩnh trước cái sự biết chuyện đó, ta gọi là người sống đúng chân lý. Và cái lúc chết mà không hề có đau thương sợ sệt, ta gọi là người sống hợp chân lý. Mà cái người mà sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là người đó vô địch, tự tại an nhiên, không hề có sợ sệt. Mà Đức Phật là cái người đạt tới chỗ đó, những Bồ Tát là người đạt tới những chỗ đó. Cho nên học đạo Phật mà học cho kỹ rồi nó có cái an lạc. Ngay trong lúc vậy ta biết mình đang chết mà. Do vậy cho nên cái mà tôi nói hồi nãy đó, phải học cái sống bằng cái lòng thương bằng từ bi chứ đừng thương ái kiến. Thương ái kiến không có giữ được đâu. Làm sao mà sống hoài để mà lo cho con là đã, rồi cho cháu, cháu đã, cho chắc, cho chích. Sống hoài sao được. Mang cái tư tưởng như vậy là đau khổ tràn ngập thôi. Cho nên thương con, thương cháu cũng thương, thương tất cả mọi người cũng thương, mà luôn luôn là nghĩ rằng là mình đang sống chứ mà mình cũng đang chết. Vừa có sanh vừa có diệt, vừa sống mà vừa chết. Học cái đạo lý của đạo Phật là phải học vậy, chứ còn học mà để cầu nguyện giáng sinh không là không có phải. Không có cầu nguyện Phật được cái gì hết. Phật dạy cái cách sống, sống để an lành, để sung sướng, rồi ai cũng phải chết. Kể cả Phật cũng phải niết bàn. Niết bàn là tên khác của chết, mà chết trong an lành, gọi là sanh thuận tử an, vậy thôi. Tôi mới nghe có một vị hòa thượng, cũng là tôi cũng quý từ hồi mới vào học đạo tới giờ. Tôi nghe chết kiểu này tôi chịu quá chừng, không có gì thương hết trơn rồi, mà quan hỷ nữa. Ông thầy chánh trong phòng tôi đây, ông mới nói là nghĩa là cách đây 3-4 bữa còn đi chứng đám đàng hoàng, rồi về trong 2-3 ngày sau bây giờ ông đang đi rồi, nghĩa là tịch rồi, nhiên tịch rồi. Đó, tu mà được như vậy là đáng mừng đó. Cũng như Phật tử tại gia cũng vậy, các vị học đạo hành đạo, các vị bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, gọi là tu hành. Mà cái ngày chết các vị đừng có lâu, thì đó là cái kết quả tốt. Cái nhân cái đời trước mình cũng tốt, rồi cái nhân đời này mình tốt nữa nó mới được vậy đó. Chứ bằng không là nó ị ạch, nó trì trệ là không tốt đâu. Còn cái thứ mà bệnh hoạn mà uống ngày một thang thuốc 1 triệu 1 triệu là cái đó thôi, vô minh dày đặc. Đau 3-4 năm trời mỗi ngày uống thang thuốc 1 triệu 500 ngàn 1 triệu, cái đó là cái hiện tướng của địa ngục. Nó hành hạ để mà chịu cái quả báo đó, chứ không có phải phước đâu, đừng có ham. Chết không cần có tha thuốc nào hết mà vẫn chết được, mà không có lâu. Cái đó là cái quý lắm của người tu đó. Còn Phật tử khóc nghe tức, ôi tía tôi chết thì bao quá, tôi không có lo nuôi nấng, không có thuốc men gì nhiều trời trên, hư trời. Nghe cái đó nó buồn bực sao đâu, mê muội. Như vậy nghĩa là phải đau trầy trầm trệ, lo thuốc men cho cực khổ vô cùng rồi không sống nổi rồi mới chết được. Như vậy là mình bằng lòng hay sao? Thiệt là vô minh che lấp. Người ta không hề bệnh hoạn gì hết trơn, người ta chết mà không chịu mừng vui rằng người ta hưởng phước báo, mà nói rằng là tôi chưa có nuôi nấng, chưa có đền ơn,
đền ơn là hồi sống đây nè, lo đền đi, làm cho cha mẹ ông bà vừa lòng, an lòng, thoải mái, tạo điều kiện cho cha mẹ biết làm lành làm phải, nương về Tam Bảo, đời sống an lạc, trả hiếu là trả cái lúc đó đó, tạo cái điều kiện cho cha mẹ an lành trong lúc sống. Chứ còn mà nó phải chờ tốn thuốc cho thiệt nhiều, bỏ vô 2, 5, 70 triệu, 100 triệu cho cha mẹ rồi cha mẹ mới chết, gọi là trả hiếu, cái đó không phải. Nói kiểu đó là đối với đạo Phật á, là vô minh chưa lắm. Thành ra là mình học đạo nó có khác hơn cái người không học đạo. Người không học đạo thì mình đừng có nói chuyện của người ta, nhưng mà đều nghĩa là mình nói đây là nói trong cái phạm vi của cái người học đạo. Đừng có sợ rằng mình không đền đáp, không có cực khổ với cha mẹ. Cha mẹ chết nhanh mau quá, trong vòng 3-4 ngày tuần không có đền đáp được. Cái đó là phải mừng, mừng cho dòng họ về đời trước của cha mẹ của ông bà, đời này cũng tốt mới được vậy. Thành ra phải hiểu là lấy pháp không làm tòa, ở nơi đó mà thuyết pháp. Thế thì cái đoạn này là Phật dạy là phải nhớ Phật mà nên nhẫn nhục. Thành thật mà tôi nói với các Phật tử, cái tính của tôi là cũng là cái ngay thẳng thì có rồi, ngay thẳng lắm. Càng cường nữa, có thể những cái mà nếu mà đúng là cần chất cũng không sợ. Nhưng mà cái ngay thẳng, cái càng cường vậy là người đó phần nhiều là người nóng tính đó nha. Cái người can, người trực là người nóng tính. Nóng, nó dở cái nóng, nhưng mà cái người đó không có thù hận, không có nhớ dài. Nó lợi là lợi cái chỗ đó. Cái người nóng tính là cái người không có thù, không có hận nhiều, không có nhớ dài. Nhưng mà nếu nóng tính mà không tỉnh thức là nó làm mình căng thẳng thần kinh, nó làm mình khó chịu dữ lắm đó. Mà thậm chí nếu mà không kèm được là nó bộc phát ra. Cái lúc nóng tính là nó mất trí khôn mà, nó đổ vỡ dữ lắm mà. À, còn ngược lại cái người mà không có nóng tính là người nó không có can cường á, thì họ mát mát, nhưng mà cái người này á, không khéo á, là nó nhớ dai, nó nhớ âm mỹ mỹ đó, gọi là hận. À, nó phẫn, hận sân là nó bùng ra mạnh, phẫn nó cũng bùng ra mạnh, còn cái hận, hận rồi não. Do vậy cho nên là tu mỗi người nó có cái chứng bệnh riêng, rồi tự biết cái chứng bệnh của mình mà mình phải trị nó. Mà mỗi người phải trị thôi à, chứ không có gian giái gì được hết trơn á. Không có cầu nguyện, cầu nguyện cái đó không có được. Phải thường có chánh niệm tỉnh thức. Mỗi lần nó nóng giận như vậy mình nhớ cái đó là sai. Cái đó không phải là người tốt. Cái đó là đổ vỡ, là tai họa. Rồi nhẫn, nhẫn như đất, nhẫn như nước, nhẫn như lửa, nhẫn như không khí, như nói nãy giờ, rất tốt. Nhưng mà gọi là phải có chánh niệm đó, phải biết mình nóng. Còn không biết là mình thua đó. Pháp Hoa Pháp Sư có thể có khó khăn như vậy, bởi vì kinh Pháp Hoa có những cái đặc tính dị thường ở nhiều kinh khác Phật chưa từng dạy đến. Đây nè, đặc tính dị thường đây nè. Cái đặc tính dị thường thứ nhất là chỉ nghe chừng một bài kệ hoặc một câu kinh Pháp Hoa, Phật cũng thọ ký cho cái người này thành Phật. Đó là sự thật đó. Nghe một bài kệ một câu thôi, Phật cũng thọ ký cho người đó được thành Phật. Nhưng mà đọc cái câu này mà nếu mà vị Phật tử nào mà học sâu rồi đó, thì các vị còn phải trả lời như thế này: chưa học, chưa đọc thuộc câu nào, Phật cũng đã thọ ký cho thành Phật nữa, huống chi là nghe đọc rồi học một câu. Có phải vậy không? Đó, cái tinh thần học Pháp Hoa phải học cho tới cỡ đó là các vị mới gọi là thấm Pháp Hoa.
là nghe câu này ngon lành lắm chứ gì. Nhưng mà chưa phải cỡ này đâu. Chỉ nghe chừng một bài kệ hoặc một câu kinh Pháp Hoa, Phật cũng thọ ký cho thành Phật. Cỡ đó vậy là Phật thương mình cỡ vậy cũng ngon lành chưa? Chưa. Bạch Thế Tôn, con còn hiểu nữa cả. Con còn hiểu là không đọc gì hết mà Thế Tôn cũng thọ ký con đã thành Phật có không? À, Phật nên vậy là giỏi đó con. Hiểu vậy là hiểu ý của Như Lai đó. Còn nói cái này là chẳng qua là nói nhữ mấy cái đứa đệ tử mà nó còn hơi ngu ngu. Như Lai mới nói vậy. Chứ mấy đứa đệ tử mà đệ tử thượng thẳng của Như Lai đó, là Như Lai nói vậy, Bạch Thế Tôn Như Lai nói vậy, chưa phải vậy đâu. Hỏi vậy chứ sao nữa con? Như Lai đã chẳng nói rằng tất cả chúng con là Phật đó sao? Cho nên không hề đọc câu nào Như Lai cũng đã thọ ký cho chúng con là Phật rồi. Bằng có, nếu chúng con không phải là Phật thì sau này chúng con tu hành làm sao thành Phật được? Như Lai dạy rằng mọi người ai cũng có khả năng thành Phật. Mà có khả năng thành Phật nghĩa là người đó, cái chất của người đó là chất Phật rồi, cho nên mới thành Phật được. Do vậy con hiểu ý Như Lai, không phải đợi nghe một bài kệ, một câu kinh Như Lai mới thọ ký, mà chưa nghe Như Lai cũng đã thọ ký. Học kinh Pháp Hoa là phải lý luận vậy đó. Rồi còn đệ tử nào mà ngon lành nữa, nó bây giờ này Bạch Thế Tôn nè, con nói một bài kệ của thiền sư Việt Nam cho Thế Tôn nghe. Không? Mộc trung nguyên hữu quả, nguyên quả phục hoàng sanh, nhược dị mộc vô quả, toàn toại hà do manh. Trong gỗ có lửa cho nên người ta cọ lửa, lửa nó mới phát sanh. Nếu trong gỗ không có lửa, người ta có cọ, ta kéo kiểu nào cũng không có lửa được. Bữa trong tivi nó có cái đàn mà ta cọ lửa đó, các vị thấy không? Tôi lấy một cây là cà chất thiệt là già đó, rồi người ta kéo hai người sức mạnh quấn sợi dây đồng vô, người ta kéo rồi để những cái bùi nhùi phát lửa ra. Đời xưa lấy lửa vậy đó, chứ không có học gạt ga giờ. Thì chúng con mà thành Phật, tu hành thành Phật được là tại vì chúng con, cái chất của chúng con là chất Phật. Thiền sư Việt Nam học kinh điển của Như Lai, thiền sư đã nói như thế, con đã học thuộc như thế. Cho nên là không phải là có đọc kinh một bài kệ hoặc câu nào đó mới thọ ký, mà chưa đọc con cũng phải biết rằng chúng con là Phật. Một cái đặc điểm thứ hai là hoặc thọ trì, hoặc đọc tụng, hoặc biên chép giảng nói chừng một bài kệ Phật nói, người này không phải là người thường. Đấy. Vì sao vậy? Vì cái kinh này là cái kinh mà triển khai rằng mọi người là Phật, mà người thường họ đâu có tin họ là Phật. Người thường là đi cầu, đi cúng thầy, thím, bà chú sứ, bà ngũ hành, cậu tài, cậu quý, thổ địa, thần sông, thần núi, hà bá, vân vân. Chuyên môn là đi cầu cúng lại lục gian sinh vậy. Thì họ đâu có biết họ là Phật đâu. Cho nên họ đâu có cần là nghe cái kinh này. Nghe kinh này họ nhức cái lỗ tai họ lắm, họ chịu không có được. Cũng như là tôi đọc báo của họ, là tôi nghe nói cái chợ An Đông này nè, cúng cái lễ bao nhiêu tỷ bạc. Cái đó là tại vì người qua họ giàu rồi, họ bày ra họ làm vậy. Trước là họ nhậu, họ ăn với nhau để cho nó thỏa mãn cái tiền của mình quá giàu. Cái thứ hai nữa là trong cái số người qua đó là có những cái số người, nghĩa là họ tin theo cái đạo đức cổ truyền mà không phải là chánh pháp của đạo Phật, họ làm như vậy. Chứ kỳ thật ra cái người mà học Phật rồi là đâu có phải làm giàu làm có mà do cái sự cúng kính đền ơn ba cái thứ cô hồn các đảng trong cái dịp lễ tháng 7 đâu.
cái người mà làm càng lớn càng dữ dằn là càng không hiểu đạo Phật. Cho nên tôi đọc báo là tôi nghe cái đó không có phấn khởi chút nào. Hùng tiền vô cúng lớn biết bao nhiêu, tưởng đâu là nhờ cúng vậy mà cô hồ các đảng nó phò hộ mình, chứ nó làm sao nó phò hộ được. Nếu mà nó phò hộ cho mình làm ăn giàu có được thì nó dạy gì nó chờ một năm mình cúng cho nó một lần, tự nó lấy cái của cả cái phước đức của nó mà nó ăn nó hưởng chứ. Nếu nó làm cho mình, nó ủng hộ mình giàu có được thì nó phải làm cho nó giàu có được chứ. Nó tự nó đủ cái chuyện gì này mà nó chờ mình cúng để rồi phải đi phù hộ cho người ta. Cho nên cái đó là cái không phải đạo Phật. Thành ra cái người mà nghe kinh này là không phải người thường, là vì người này là người tự biết mình là Phật. Còn người thường họ không bao giờ biết họ là Phật, mà họ không biết họ là Phật, họ không tin điều đó thì kinh, đối kinh này họ không bao giờ biên chép giảng nói, đọc tụng để làm gì. Cho nên người thọ thì đọc tụng kinh này không phải là người thường, là vì người này biết rằng mình là Phật. Cái lạ lùng thứ ba, hỏi ai là người sẽ được thành Phật? Hãy chỉ những người có nghe và thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa. Cứ chỉ có thọ trì, có đọc tụng, có giảng nói, có biên chép kinh Pháp Hoa, bằng lòng nghe kinh Pháp Hoa, chỉ nói những người đó là sẽ được thành Phật. Không có sai. Là vì cái người này người ta biết người ta là Phật rồi, nhưng mà nó bị vô minh phiền não, nó che lấp cái Phật chất đó, nó làm cho mai một. Bây giờ ta hiểu được rồi thì người ta gột rửa ta, chứ kỳ thật ra cái người mà học Phật rồi là đâu có phải làm giàu làm có, mà do cái sự cúng kính đền ơn ba cái thứ cô hồn các đảng trong cái dịp lễ tháng bảy đâu. Cái người mà làm càng lớn càng dữ dằn là càng không hiểu đạo Phật. Cho nên tôi đọc báo là tôi nghe cái đó không có phấn khởi chút nào. Hùng tiền vô cúng lớn biết bao nhiêu, tưởng đâu là nhờ cúng vậy mà cô hồ các đảng nó phò hộ mình, chứ nó làm sao nó phò hộ được. Nếu mà nó phò hộ cho mình làm ăn giàu có được thì nó dạy gì nó chờ một năm mình cúng cho nó một lần, tự nó lấy cái của cả cái phước đức của nó mà nó ăn nó hưởng chứ. Nếu nó làm cho mình, nó ủng hộ mình giàu có được thì nó phải làm cho nó giàu có được chứ. Nó tự nó đủ cái chuyện gì này mà nó chờ mình cúng để rồi phải đi phù hộ cho người ta. Cho nên cái đó là cái không phải đạo Phật. Thành ra cái người mà nghe kinh này là không phải người thường, là vì người này là người tự biết mình là Phật. Còn người thường họ không bao giờ biết họ là Phật, mà họ không biết họ là Phật, họ không tin điều đó thì kinh, đối kinh này họ không bao giờ biên chép giảng nói, đọc tụng để làm gì. Cho nên người thọ thì đọc tụng kinh này không phải là người thường, là vì người này biết rằng mình là Phật. Cái lạ lùng thứ ba, hỏi ai là người sẽ được thành Phật? Hãy chỉ những người có nghe và thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa. Cứ chỉ có thọ trì, có đọc tụng, có giảng nói, có biên chép kinh Pháp Hoa, bằng lòng nghe kinh Pháp Hoa, chỉ nói những người đó là sẽ được thành Phật. Không có sai. Là vì cái người này người ta biết người ta là Phật rồi, nhưng mà nó bị vô minh phiền não, nó che lấp cái Phật chất đó, nó làm cho mai một. Bây giờ ta hiểu được rồi thì người ta gột rửa ta phủi vũ những cái phiền não vô minh, thì cái Phật của người ta nó hiện ra, Phật tánh của người ta hiện ra, Phật chất của người ta nó hiện ra. Cái đặc điểm thứ tư là của cái Pháp Hoa là dùng ác tâm che mắng Phật trọn kiếp,
Tội còn nhẹ hơn là chê mắng người tại gia hay xuất gia, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa. Cái câu này nghe rất là kỳ. Bởi vì giả sử như chê mắng Phật nào đó trọn kiếp mà không chê mắng kinh Pháp Hoa, còn tôn trọng cung kính cúng dường kinh Pháp Hoa, thì người này thừa khả năng thành Phật. Còn chê mắng Phật ở bên ngoài không có trúng. Nhiều khi cái ông đó không phải Phật mà họ tự xưng họ là Phật, thế thì ta chê mắng chứ sao. Thậm chí cái ông đó biểu lộ ra những cái đức tính mà người ta không đáp ứng được cái yêu cầu tôn kính của người ta, thì người ta chê mắng cũng đâu có sao. Còn dựa vào cái thân tướng tốt đẹp, trang nghiêm như thế nào đó mà gọi là Phật, thì cái đó lại chê mắng lại cũng không có gì gọi là tội lỗi. Bởi vì Phật đâu phải dựa trên cái thân tướng trang nghiêm tốt đẹp. Phật đã từng dạy: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên hình dáng, trên sắc tướng, trên âm thanh mà cho đó là Như Lai, mà tôn kính, mà tôn, mà cúng dường trên những cái âm thanh, những sắc tướng đẹp đẽ đó, là người đó tu hành cái đạo tà, không đúng chân lý gì hết đó. Người đó không biết được Như Lai là ai. Do vậy cho nên là tôi xin lưu ý các Phật tử nha, nó có số Phật tử người thế gian nói chung, không phải là Phật tử nữa, người ta thấy có cái người nào mà có cái dáng vẻ phương phi, rồi người ta tự sợ cái dáng vẻ phương phi. Rồi cái người có dáng vẻ phương phi là tự cho mình là Như Lai nữa, cái đó còn kẹt dữ nữa. Tự cho mình Như Lai dựa trên cái dáng vẻ phương phi, cái diện mạo khôn ngô nào đó ha, rồi tự đề cao mình lên là sai lầm tội lỗi chết không thọ được đâu. Dùng chỉ sắc kiến ngã, với âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo mà, đừng có dựa trên sắc tướng. Cho nên là một còn một ý niệm rất là nó ăn sâu vào trong Phật tử, là nói tới Phật Di Lặc là các vị nhớ là cái ông nào mà bụng thiệt bự, bụng thiệt bự to béo ra, các vị tưởng đó là ông Di Lặc. Cái đó là cái lầm kỳ cục ở trên đời này, thiếm cận vô cùng. Di Lặc mà thật mà các vị có thấy qua cái hình tướng mà cái bụng bự và mập đó là cái hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng, là người ta truyền thuyết, người ta tin rằng là Phật Di Lặc là cái bằng ứng thân ra, rồi người ta tôn thờ vậy. Nhưng mà cái tôn thờ đó mà học chánh pháp rồi ta không cần cái tôn thờ đó. Ông đó ốm cũng được, mập cũng được, xấu đẹp sao cũng được. Vấn đề là ông đó nói chánh pháp hay không, hướng dẫn cái pháp tu hành. Nếu mà thực hành pháp đó có đem lại sự an lạc, sự giải thoát hay không. Chứ còn dựa trên cái tướng mập và ốm mà giống Phật này giống Phật kia, lầm chết đi, lầm to. Dầu Phật Như Lạc xưa kia có mập thiệt, cũng không phải vì vậy mà bây giờ ông Phật Như Lạc phải mập. Người ta đời này khác, đời nọ khác, đời kia khác, đâu phải hễ ông Như Lạc là phải mập. Giả lại nữa, hồi nào giờ có ai thấy ông Như Lạc thiệt đâu. Còn cái hình mà các vị thấy đó là Trung Quốc á. Trung Quốc thì nói đúng ra Trung Quốc tin tưởng quá thâm tính, chưa kể là có người ta bịp bợm ở trong, ta bịp bợm, người ta loan truyền, người ta đề bạt cái nhóm người nào đó trong cái tông phái của anh ta,
rằng ông đó là hậu thân của Phật Di Lặc, vân vân, của Quan Âm, vân vân. Chứ còn mình học đạo không cần vậy. Cái người mà nói sống đúng chánh pháp, truyền bá chánh pháp, giảng nói chánh pháp mà mình tu hành, mà cái pháp đó đem lại sự an lạc, sự giải thoát, là người đó là Phật. Chứ không có dựa vào phân hình nào hết. Cái đó là cái hết sức mà phải có lý trí làm mới được. Chứ không có lý trí là cứ tin theo cái hình dáng cũ. Hãy gì làm mà phải mập, sai dữ lắm. Cho nên chê mắng Phật bất cứ hình dáng nào không sao hết, mà chê Kinh Pháp Hoa là nguy hiểm. Vì chê Kinh Pháp Hoa có nghĩa là mình không chấp nhận rằng mình có Phật tánh, không chấp nhận mình là người có khả năng thành Phật, mình là người có tri kiến Phật. Thế thì mình tu cái đạo gì? Nếu mà mình phủ nhận mình không có khả năng thành Phật, mình không có tri kiến Phật, thế thì mình tu làm sao? Dựa vào đâu mà mình được thành Phật chứ? Không bao giờ. Lại lục gian sinh thần thánh quỷ, các loài quỷ bên ngoài, không bao giờ được cái gì. Hôm qua cái đài truyền hình nó phát lại cái một cái vở kịch mà tôi nói vở kịch đó đó. Cái nhà soạn giả nào đó, cái ông đó là cái người triết lý rất là sâu. Ông đó làm, nếu mà đi tu mà làm một thiền sư trong đạo Phật thì phát triển cái trí tuệ rất là tốt. Cái vở kịch mà Hạnh Phúc Trên Trời Rơi Xuống, vở kịch đó, mấy năm trước tôi đã coi rồi, 2-3 lần tôi có thâu một cuộn băng, tôi coi tới nhão cuộn băng. Mà lâu lâu lấy ra coi là thấy hay. Bây giờ người ta phát lại cũng dở y như vậy, mà tôi coi vẫn không chán. Coi bằng đêm rồi sáng lại coi lần nữa cũng không chán. Cái vở kịch mà Hạnh Phúc Trên Trời Rơi Xuống, cái anh chàng sinh viên nghèo mà muốn mình giàu, rồi gặp con quỷ đó, tôi biết rồi, giờ tôi đến đây để tôi giúp anh. Sinh viên nói anh là quỷ à? Quỷ mà mặt mày dáng vẻ anh vậy à? Quỷ nói ơi, này anh bạn trẻ ơi, anh dùng cái quan điểm tầm thường của loài người các anh, nhận thức về ta sai rồi. Anh tưởng đâu ta quỷ là cái gì gớm lắm sao? Anh tưởng đâu quỷ là phải là con mắt lộ ra, rồi cái miệng phải đỏ, rồi cái nấm da phải đen xì như cái áo của ta vậy ra sao? Hay là cái đầu ta phải cho bơm mới quỷ sao? Ta đâu có dạy ta làm vậy. Ta là quỷ, làm vậy làm sao ta gần gũi người được? Cái đó là triết lý đó. Quỷ đâu phải là người nào lạ, là chính ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta sống bằng cái cách mà lừa lọc gian manh xảo trá, mà sống trên đau khổ của người khác là sống bằng cái hồn quỷ. Cho nên là quỷ nó giúp cái anh chàng nọ ba cái điều ước. Mà sự thật nó lấy cái sự trường thọ của người khác đem cho trường thọ của anh sinh viên này. Thế thì là bao nhiêu người chết vì lấy của đằng kia đem lại chỗ này. Lấy bao nhiêu tiền để giúp cho anh sinh viên này có của, có tiền của mà xài, thì là lấy bao nhiêu người đã đau khổ, đã chết trong. Quỷ làm việc đó. Hỏi sao anh làm vậy? Anh lấy của anh ta anh đem cho tôi vậy trời ơi, sao anh kỳ vậy? Chứ ta là quỷ mà, ta đâu có làm nó tiền được. Thì nhà ngươi có thì là ta phải lấy đằng kia ta đem lại này thôi, chứ đem chứ từ đâu có nhờ. Sức khỏe của người chết ta đem ta cho anh, để dùng sức khỏe cho anh. Tiền của người kia ta đem ta cho anh, chứ ta là quỷ ta đâu có in tiền đó được. Những cái triết lý đó hay lắm. Sống đời sống lừa đảo gian manh lật lọng vậy đó là quỷ. Cho nên trên trong chúng ta không khéo, chúng ta sống bằng quỷ mà chúng ta không biết không hay. Sống không tỉnh thức, sống trong lừa đảo gian manh lật lọng ác đức bất nhân là sống bằng quỷ. Mình là quỷ mà mình không ai không biết vậy. Tưởng đâu quỷ là ai đâu, ghê gớm lắm. Chứ quỷ là mình.
Ngược lại ta phát huy cái đức tính từ bi nhẫn nhục, nhu hòa, dĩ từ bi dĩ thích, nhu hòa nhẫn nhục với nhất thiết pháp công di tòa, thì ta sống bằng Phật, bằng cái sự giải thoát giác ngộ của Phật, mà ta cũng không biết ta là Phật, ta tưởng đâu là Phật là ai. Chứ ta hàng ngày ta đóng nhiều vai đó. Ta phát huy được cái từ bi, cái trí tuệ, cái hạnh sống trong đời sống hạnh phúc an lành, là mình là người là tất cả, là ta sống bằng tâm Phật và ở trên cái đất Phật đó chứ. Mặc áo nhẫn nhục nhu hòa, ta ngồi trên tòa nhất thiết pháp không, thì ta là Phật đó chứ. Mà mình không biết, mình tưởng đâu Phật là phải ai, là chờ chừng nào nữa cả. Là ngày sống bằng quỷ mà mình không biết. Cho nên cái vở kịch đó các vị để ý sau này có phát lại coi hay. Hay lắm, coi nó hay lắm. Hằng ngày ta sống trong quỷ, sống bằng một cái vở, cái vai trò quỷ. Hạnh phúc trên trời rơi xuống, trên không có cái hạnh phúc nào mà chân chính mà không do tự mình tạo. Hạnh phúc mà chờ trên trời rơi xuống là đều là sống một cách tội lỗi không, do quỷ nó xúi dục, nó lấy của người khác chết chóc đem lại cho mình, nó lấy sức khỏe của người khác đem lại cho mình, nó làm cho tan nát nhà cửa của người khác, nó giật vợ giật con người ta, nó đem lại nó cho mình. Chứ vợ đâu có, quỷ làm sao có vợ được, vợ đâu nó cho. Thế thì lại nó xúi dục vợ của người ta, đem lại nó cho mình. Hạnh phúc không có trên trời rơi xuống được. Cũng như tu hành cũng vậy, không bao giờ có cái vụ gian sinh cầu nguyện của cái đấng thiêng liêng ở đâu trên trời mà giúp đỡ được. Mà ta phải cải tạo những cái phiền não, những cái vô minh, ta phải tỉnh thức, ta phải có cái chánh niệm để ta biết những cái sai lầm, cái tội lỗi của ta, mà ta chặn đứng nó, và ta phát huy cái mặt thánh thiện của ta. Thế thì ta là Phật. Ta đuổi người đi chỗ khác, ta đuổi quỷ đi chỗ khác, để ta rước Phật vào trong lòng ta. Cho nên cái điều thứ tư này là để cái đó, cho đó. Chê kinh Pháp Hoa là người này không bao giờ thành Phật được. Chê mắng kinh Pháp Hoa là người tự chê mắng Phật tính của mình. Điều thứ năm là đọc tụng kinh Pháp Hoa là dùng cái đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm cho mình. Kinh Pháp Hoa là dạy gì? Dạy rằng tất cả những cái quả vô thượng bồ đề niết bàn của Phật là do Phật cải tạo và xây dựng mà nên. Thế thì bây giờ ta bằng lòng học kinh Pháp Hoa, ta tin cái Phật tính vốn có của ta, thì ta cũng cải tạo vô minh phiền não, ta xây dựng phước đức trí tuệ. Thế thì ta sống giống y như là cái đời sống của Phật. Cho nên là lấy đức trang nghiêm của Phật và trang nghiêm cho mình là vậy đó. Cái điều lạ lùng đặc biệt thứ sáu là kinh đã nói, đang nói và sẽ nói nhiều vô lượng, chỉ có kinh Pháp Hoa khó tin và khó hiểu. Kinh này mình đem về những cái chỗ nhà quê từ xưa nay chưa có nghe kinh, chưa có học đạo gì hết đó, nói không bao giờ người ta biết cái gì hết đó. Ta không có tin. Nhân đây tôi nhắc Minh Chánh là Đức Diện, lát nữa ra mua giùm tôi vài cuốn kinh Địa Mẫu về tôi cho mấy bà già coi. Trời ơi, kinh của tôi đem tôi cho nghe thử, nó đồ thời giảng tôi nghe hay lắm mà tôi không biết. Không biết vậy trời. Thế thì là kinh Địa Mẫu là người ta đem ta đọc ngâm nga những bài kệ vậy là các bà chịu quá. Rồi cái kinh hôm trước tôi mua tôi cho đó, rồi rách rồi cái rồi lấy hai cái nang nứa là kẹp hai bên, lấy dây chỉ cột lại, mà cho ai mượn nó đau nhói tim nhói gan. Thành ra là rồi mượn tôi mua mà nói với người quen tôi mà không dám nói mượn, không dám mượn là gì, mượn mua tôi không có lấy tiền về cũng khổ.
mà bây giờ muốn kinh nữa mà không biết làm sao. Bây giờ là mấy quân đệ ra coi có mua cho tôi vài quyển không, để lát tôi quên đi. Tôi nói thật các vị đó, tôi mới cho kinh vậy đó, cho rồi để mà gặp bà, rồi gặp mấy bà này từ từ nói một câu mẹ là sao, mẹ là đất địa mẫu là sao, nói từ từ lần chút vậy. Chứ đem kinh này nói để cho người ta mất, người ta thất vọng cái đức tin của người ta lộ lã thôi. Thế thì là bây giờ phải nuôi bồi dưỡng cái đức tin. Có bánh trung thu cũng đem cho, có trái cây rồi lo cũng xách cho, bởi vì lớn tuổi rồi, mấy bà già còn bao lâu nữa, mấy ông già đâu còn bao lâu nữa, là xách cho đồ ăn rồi nói cho vài câu lần câu vậy. Kinh mà kinh ngoại đạo là kinh tôi chống cả cuộc đời tôi, bây giờ phải mua tặng nghe biết không. Cho nên kinh này là khó tin khó hiểu lắm. Thành ra các vị không có hiểu được tôi đâu. Tôi về quê nghĩa là không hề ai biết tôi là cái thứ gì. Bởi vì đi tụng kinh đám ma rồi nhà héo rồi thì tôi không có đi rồi. Còn cái chuyện mà giảng kinh giảng đạo thì cái hiểu biết của tôi vậy, làm sao mà giảng cho nhiều người nghe được. Thế thì chỉ cần có cách là đi dài đường chơi vậy, là gặp một câu nào nói câu nấy, nói nghe chuyện sơ lòng vô trong cái chuyện mà làm phước làm lành, ăn ở hiền lành về thân về miệng đại để chút thôi. Chỉ nói tới cái chút xíu thôi chứ không có dám nói nhiều. Thành ra tôi ở đi chơi cùng mà không hề truyền bá gì được hết. Truyền vậy đó, thì chút. Cho nên cái câu này rất là hay. Kinh đã nói, đang nói, sẽ nói rất nhiều, mà chỉ có kinh này là khó tin khó hiểu. Đâu phải đem đâu cũng nói được. Cái thứ bảy là kinh Pháp Hoa là cái tạng bí yếu, không trao giải cho người không đúng đối tượng. Phật tại thế, kinh Pháp Hoa còn bị nhiều người quán ghét, còn nói chi sao Như Lai diệt độ. Đúng như vậy. Kinh này hồi Phật còn tại thế. Rồi. Chà, nhiều dữ vậy, năm cuốn. Ôi, mấy bả mê chết luôn. Trời ơi, tới ngày 9 tháng 9 đi cuối đi kiếm thứ bảy thứ hoa rồi mình cũng vui. Tôi nói trời ơi, bà kiếm có bảy thứ mà ngày 9 với trùng cửu tôi kiếm 9 thứ hoa chứ. Các bạn nói vậy hả? Có vậy là tôi kiếm thêm 2 món nữa. Trời, bà coi mình chết sững luôn. Bà kiếm thiệt thì thôi, giờ lỡ rồi mình đâu dám nói, mình nói chơi vậy nó đau khổ hay sao. Thôi để cho kiếm đủ 9 thứ luôn. Cái ngày 9 tháng 9 gọi là vía trùng cửu, cúng mẹ, cúng cha là phải cúng 9 thứ bông, 9 thứ đậu để nấu chè, khổ không? Những cái đó là đâu có chịu được. Đối với cái hiểu và học của tôi, kinh Phật không có nhầm gì hết. Nhưng mà bây giờ tôi phải chịu. Giờ nói 7 thứ, tôi nói 9 thứ. Nhưng mà rồi từ từ rồi mở. Cái gút đã cột được rồi, tất nhiên là mở được thôi. Từ từ mở bữa chút. Đấy, tôi nói là các vị đấy coi, trùng cửu á, hồi xưa mà ông thanh sinh của tôi mà ông đi ra ngoài núi nứa, ngoài ngang chỗ Vũng Tàu á, có hòn núi nứa đó. Trời ơi, ông nghe được cái lý thuyết mà cúng cái vía trùng cửu đó, ông về ông mê chết bỏ luôn. Ông già tôi đi nè chứ đừng nói ai. Mà bên đó thì đi cái đó rồi là học cái thuyết đó rồi, về nấu chè thì gọi là nấu ngọt chứ không được nói nấu chè.
Nấu cơm nếp thì gọi là nấu dẻo để cúng. Nấu ngọt, nấu dẻo. Nghĩa là cử tùm lum tùm lê. Con dao thì nói con diêu. Cây cao nói cây kiêu. Chết đứng vậy đó. Cúng với trùng cửu. Mà bưng đi, bưng cái mâm đi cúng á, là bưng trên nhà nè. Chứ mà bưng như này mà lỡ cái bóng của bóng mặt trời hay bóng đèn mà nó chiếu vô được cái này là không cúng à. Mà hành hạ tôi khổ biết là chừng nào. Bưng rồi bưng lên vậy nè. Tin cái tin đó không có ăn thua gì với cái cải tạo phiền não vô minh hết. Càng tu càng cực khổ một cách lỗ lã thiệt thòi. Có ông nào ăn đâu mà làm cho khổ. Nấu cực khổ vô cùng nha, thiệt kỹ nha. Nước thì lọc, lọc rồi mới nấu. Bưng rồi bưng trên trán trên đầu. Tất cúng rồi thì để cái ngửa lên bề này. Thì tới chừng là đi thâu nước rồi là phải để úp cái bề y như vậy. Bề nào ra bề đấy làm trật là đánh. Đánh tàn bạo con cái mình để cho đau khổ trong nhà. Còn thần thánh ở đâu không có. Không biết. Mỗi lần mà cúng như vậy mà đứa nào làm sai là đánh cái bằng lửa tóe ra hào quang. Mà thần thánh đâu không thấy ông nào hết. Cái đó là cái tu vậy lỗ lã vô cùng. Còn tu đạo Phật sướng lắm. Khỏi cúng cái gì hết cũng được. Cúng là cung cấp bồi dưỡng cho cái trí tuệ của mình. Nó mở mang, nó nhận thức được chân lý rồi sống đúng chân lý. Sống lợi mình, lợi người, lợi tất cả mọi người làm thế nào mà tạo cái điều kiện cho mọi người đều được an vui, được hạnh phúc, được giải thoát giác ngộ. Đó là cúng Phật. Còn ngoài ra các việc khỏi cúng bất cứ một thứ gì. Còn người nào có cái tinh thần văn nghệ văn hóa đó thì là mua bông về trang trí bằng Phật coi cho đẹp để mình chơi vậy thôi. Cũng giống như tôi mua tôi chơi vậy hả. Rồi tôi trang trí vậy à. Tôi cũng làm vậy nhưng mà để làm đó tôi biết là không có ăn thua gì Phật hết. Làm coi cái tập quán lâu đời cái nhà mới có bằng Phật hay bằng thờ đã để vậy. Chứ mà biết là không có. Không có phải là Phật quan nghinh cái giàu cái sang cái đẹp đẽ cái bàn lộng lẫy đó. Không cần. Nhưng mà thật sự mà nói các vị mà nếu mà cái giấc khuya cái nhà yên tĩnh rồi các vị mà đốt một cây nhang trầm mà trầm thiệt thơm á là phải nói là nhẹ nhàng thiệt à. Cho nên là kể cả trong cái chỗ cái phòng của tôi đó là tôi tạo cái một cái dĩa, tôi lấy cái chai dầu nhiện đường rồi tôi đốt cái nhang trầm tôi để trong cái dĩa đó để cho rất cái tàn tôi ngồi ở trong phòng của tôi làm cái đó thích lắm. Đốt ngoài bàn Phật cây xong vô cái chỗ tôi ngồi tôi coi kinh hoặc tôi nghe băng tôi đốt cây nhang tôi cầm vậy đó, nhang trầm thơm đó, khỏe người tốt mà không có tính Phật vậy đó. Nhớ Phật làm như vậy mà không phải là tính là lấy cái nhang thơm này để cho Phật ổng thương mình. Không có. Phải tập cái kiểu nhận thức như vậy mới là phù hợp với cái tinh thần của đạo Phật. Chứ mà cúng tha thiết kỹ lưỡng để lấy cái đó làm cái điều kiện để Phật thương, Phật ban ơn hoàn toàn không có được gì hết. Tình kinh bắt qua là tạng biếu. Cho nên đại chúng nhớ rằng là kinh nói kinh này rồi là 3 tháng. 3 tháng nữa nhập niết bàn là Phật nói kinh thông qua mà. Nói rồi là không còn kinh điển nào, giáo lý nào khác hơn nữa để nói. Coi như cái này là tối thượng. Lời nói cuối cùng dặn dò rằng mọi người phải tự tin. Chính các vị là Phật đây. Các vị phải phát huy và bồi dưỡng cho cái Phật tính của các vị nó hiển lộ ra mà thôi. Chứ không có ở đâu nữa mà tìm mà gian giái cầu nguyện mà gian xin. Đó là kinh Pháp Hoa này.
cái điều lạ lùng đặc biệt thứ 8 là sao Như Lai diệt độ, có ai biên chép thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa, Như Lai lấy y mà trùm, lấy tay mà xoa đầu người đó. Cái này nghe rất là quyến hoặc, quan đường. Nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy không có lạ. Rõ ràng, rõ ràng là tôi nằm trong y của Như Lai trùm. Như Lai lấy tay mà xoa đầu tôi hàng ngày. Tôi sống, tôi dúi đầu tôi ở trong Như Lai, trong thân Như Lai, trong nách Như Lai, trong Như Lai xoa đầu. Bởi vì tôi hiểu Như Lai là Như Lai pháp thân, Như Lai thọ lượng là nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian và thời, và thời gian. Cho nên nếu mà cái tâm mình thanh tịnh, mình sống đúng với chân lý, sống hợp chân lý, thì mình là Như Lai, mình sống trong, mình với Như Lai là một. Không có chỗ nào không có Phật. Phật pháp thân thì không có chỗ nào là không có. Chữ pháp thân thì lô giá na đó, Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ. Tâm hồn mình thanh tịnh là mình ngồi đâu là có Phật ở đó, ngồi đâu là cảnh giới Phật ở đó. Và được Phật lấy tay mà xoa, lấy y mà trùm, nghĩa là thân thương. Mình là Phật, để là như thế. Mình tức là Phật, Phật là mình. Mà nhớ cái ý này được rồi đó, thì mình ngồi đâu mình cũng có tu hành được hết. Tình cờ mình đi ở ngoài ruộng, ở ngoài đồng, ngoài vườn tược gì, mà ngồi với một cái bóng cây, nhìn trăng thanh gió mát, nhìn những cái bóng trăng, những cành lá đó đông đưa, và tâm hồn các vị mà thanh tịnh trong sáng rồi đó, thì các vị ngồi trong hào quang Như Lai và ngồi chung với Như Lai đó. Tức là cái tâm của mình là tâm nghĩ những cái điều thiện hết. Thân khẩu ý mình hoàn toàn thanh tịnh, nghĩ điều thiện là ở đâu tôi cũng được hết, ở đâu cũng có Phật hết. Cái đặc điểm thứ 9 là chỗ nào có kinh Pháp Hoa hoặc có người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, nên dựng tháp thất bảo cúng dường, khỏi để xá lợi Phật mà trong đó có toàn thân Như Lai rồi. Đây, bởi vì học kinh Pháp Hoa rồi thì biết rằng Như Lai đâu có phải ở trong xá lợi đâu. Như Lai biến với thiết xứ, cần gì Như Lai phải ở trong cái viên xá lợi chứ. Cho nên các vị đừng có sợ cái viên xá lợi gì hết, đừng có tin, đừng có sợ. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, việc như lộ, việc như điện, ưng tác như thị quán. Phật đã dạy vậy mà. Tất cả cái gì thuộc về hữu vi, tất cả cái gì do nhân duyên hòa hợp mà thành, thì nó như mộng, nó như quyển, nó như bọt, nó như bông bóng, nó như sương, nó như điện chớp. Không có cái gì thiệt hết. Cho nên đừng có tôn trọng mắt công, đừng có quý báu mà giữ gìn nó mất công. Không có giữ gìn cái gì hết đó. Cho nên bữa hổm mà tôi nói cái chuyện mà hổm dài lên mà có cái cô Phật tử Diệu Kim kỳ cục quá. Cô gọi điện thoại ngày 2-3 lần mà cô nói tôi đòi tự giận hồi nào. Cô cứ cô biểu tôi đừng có tự giận, Phật tử Diệu Kim cũng bằng lòng tôi đừng có tự giận, đừng có chết. Trời, tôi nói tôi tự giận hồi nào đâu. Cô nghe sao? Đừng có nói vậy, bực bội khó chịu mà tốn tiền điện thoại dữ lắm. Tôi nói rằng là đối với cái người mà học đạo thật sự, khi mà chết rồi nếu mà cần, mà việc này thanh niên hiện giờ người ta đã từng cho xác chết cho y học rồi. Rồi cái ông bác sĩ cách đây là 30-40 năm làm bác sĩ mà người ta cũng là nguyện rằng là người ta chết là ta cho cái xác để cho y học về giải phẫu học đó. Người ta học, ta mổ xẻ, ta nghiên cứu cái từ sợi gân, từ trái tim, từ cái ngũ tạng lục phủ để người ta học để được lợi ích. Đó là khi chết rồi là người ta cho, người ta không có tiếc
bởi vì ta nhận thức được cái chân lý rồi, không có cái gì nó tồn tại, chôn cũng tiêu mà đốt cũng tiêu mà làm cái gì, không có cái gì đáng giá để giữ gìn được hết. Cho nên người ta cho vậy để được lợi ích. Thì tôi nói ở bên Thụy Điển hay là cái nước gì ở Bắc Âu á, người ta có làm cái bộ luật là cái người bệnh mà bệnh ngặt mà người ta biết nó đau đớn quá, khổ sở quá mà cũng không sống được, thế thì này người ta có quyền nói với bác sĩ yêu cầu 3 lần. Bằng cái lúc mà tỉnh táo đàng hoàng thì người ta sẵn sàng ta giúp cho cái chết được an lành, không hành hạ xác thân của người đó và không tốn tiền bạc và hành hạ đau khổ thức sáng đêm và bồng ẩm đỡ đần dơ dái hôi tanh cho con cho cháu trong gia đình. Cho nên người ta yêu cầu 3 lần thì cái đạo luật đó chấp nhận là bác sĩ có thể giúp cho người ta việc đó bằng một mũi thuốc an lành. Thế thì tôi nói vậy thôi chứ còn cái vụ cho thì tôi cũng chuẩn bị cho chứ tôi chưa làm giấy mà. Còn cái vụ tự tử thì tôi đâu có tự chi. Nhưng mà thật sự nếu mà làm được việc đó, tôi nếu mà tôi là dân biểu quốc hội nào đó ha, tôi đưa tay liền, nó gỡ bớt cái sự đau khổ đi, không có sao hết. Rồi có người hỏi gì chứ, thí dụ như kinh điển Phật không cho tự tử thì sao? Thế đây không phải là tự tử, ở đây không phải là vì đau, vì buồn, vì thất vọng, vì thất sủng, vì mất quyền lợi công danh, vì tự tử hết á, mà đây là một sự hành hạ quá mà biết rằng xác thân này thế nào nó cũng tới cái chỗ tiêu diệt. Thế thì là đừng để cho nó hành hạ bản thân mình, đừng để cho nó làm tốn kém cực khổ con cháu, mình giải quyết cho nó gọn vậy thôi. Rồi có người hỏi vậy thì mình làm vậy có sai với ý Phật không? Thì tôi có thể nói rằng là pháp Phật là vô lượng vô biên vô cùng vô cực, nhưng mà những cái Phật nói là cái nào cần thì ngài nói trước, còn có những cái hồi đó người ta chưa hỏi vụ đó là Phật chưa nói, cho nên mà hỏi cũng là Phật ông cũng ừ thì sao? Phật cũng nói rằng ta cấm là ta cấm cái người mà tự nhìn đời bằng kiểu bi quan yếm thế, làm những điều tội lỗi rồi tự muốn chạy trốn cái tội lỗi của mình rồi quỷ diệt thân, cái đó là Như Lai cấm. Còn những cái bệnh mà tự thấy rằng là mình nó hành hạ một cách vô ích thì bây giờ là thay vì là để nó hành lâu quá thì bây giờ nhờ cái phương tiện giải quyết thì Như Lai cũng nhất trí thì sao? Như Lai cũng nhất trí thì sao? Cho nên cái chuyện này nó tùy thuận theo cái nguyện vọng của xã hội, của quần chúng. Mà người ta bảo là cái người đó phải tỉnh thức và nói 3 lần. Ý tôi nói vậy thôi. Ôi mà cô này cô gọi điện thoại cô khóc lóc tùm lum tà la kỳ cục. Tôi nghe tôi không biết đầu đuôi ấp giáp vậy. Mà thật sự tôi xin nói cái này là nói thật đây, các vị phải tin rằng chúng ta chết không hề mất. Tôi tin quyết định như vậy. Cái bông này đây mà nó khô rồi bỏ vô thùng rác, cái bông này cũng không hề mất, mà làm sao chúng ta mất được? Từ rác nó thành ra bông, từ cái bông này nó thành ra rác, từ rác nó lại thành ra bông cây trở lại. Cũng như là từ đất nước gió lửa địa thủy quả phong không kiến thức thất đại gom lại thành thân này. Thế thì thân này trong mấy mươi năm nó chết nó tan rã đi, nó trả về cho thất đại, rồi từ thất đại nó lại gom lại nó thành cái thân. Thân này chân lý của nó như vậy thì chuyện gì mà mình phải sợ? Cho nên mình học đạo mình phải có một cái nhận thức theo cái tinh thần của đạo Phật. Còn như người thế gian người ta quý, người ta ướp xác. Bác Hồ không có cho ướp xác, là một lần báo có đăng đó. Bác Hồ là cái người nhận thức chân lý, bác không có cho ướp xác, báo đăng một lần đó. Chia ra đốt lấy tro chia làm 3 miền. Ai mà tới thăm viếng bác là những cái đồ trọc đó trồng cây để gây rừng để làm lễ cho nhân dân.
thật sự là nó có ra cái gì giữ gìn cái đó, không có cái gì trường cửu được, giữ chi. Và thật sự mình thất đại nó hòa tan, nó trả về cho thất đại, rồi á nó là duyên khởi, nó hợp lại trở thành lại, mất mát gì đâu mà sợ. Cái đó là cái khó của đạo Phật, kêu bằng nhận thức chân lý, rồi chứng nhập chân lý, và chứng nhập bằng cái hiểu biết của chính mình, rồi mình sống theo cái đó, nó tự tại dữ lắm. Tôi thì có thể là tôi cho thiệt á, nếu bây giờ thì cũng chẳng tuyên bố để làm gì, nhưng mà có thể là cho thiệt, bởi vì tôi quan niệm, tôi nhìn thấy rõ ràng nó có chuyện gì quan trọng đâu. Mà cho thiệt là gọn, mà đều là tôi cho nó có điều kiện à, là phải lấy luôn à, lấy luôn, không giao trả lại cái gì hết. Chứ còn lấy 1-2-3 phần rồi còn nhiêu cái xác trả lại, ai lãnh cái này đây? Lãnh là lãnh luôn. Lãnh luôn là cho liền, khỏi mất công đi lên Thích Ca Phật Đài đốt, khỏi vô Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa còn phải chi thêm mớ tiền, ở đây khỏi chi mớ nào hết, gọi cú điện thoại người ta đem xe lại ta chở đi, có gì đâu mà sợ. Phải tập nhận thức như vậy mà không sợ thì mình mới diệt được cái quan điểm sanh diệt. Cái bài thơ ở sao đây: chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc. Tất cả trên đời này đều thuộc về pháp hữu vi, là hành pháp cả. Nghĩa là những cái pháp đó luôn luôn là biến chuyển, sanh diệt, diệt sanh, thay đổi vô cùng vô tận. Tất cả đều là vậy hết, nó là pháp sinh diệt. Bây giờ mọi người mà muốn có được cái vui tịch diệt, cái vui vắng lặng hoàn toàn, các vị tự tại tự chủ không hề có sự sợ sệt, thì các vị phải diệt đi cái ý niệm sanh diệt trong hồn của các vị. Các vị đừng sợ sanh, đừng sợ diệt.